Đó để. Đó anh mạnh lại. Nhột này nhột. Rồi, ô mà nó cắn chết con đậm mờ đá. Mờ đá đi chứ. Bắt con heo làm thịt hay là heo làm thịt mình mới mệt. Thôi rồi, để anh vừa đến nhà anh làm. Rồi. Sao mà ra được cái tao? Chụp cái sao em vặt nó xuống. Không ra được cái anh còn đấy chứ, nụt mày ngay cái nó cắn vào tay cái nha. Hai ông làm phục đó. Hai phục 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 đuôi đấy. Mày chụp được mày vứt luôn. Vật thằng đá này. Để chụp cắn đấy. Chụp cắn đấy, chụp cắn cho anh. Rồi. Bỏ lại là cỏ xài. Mày cột tiền cương. Cột cho được. Cột sâu trong á. Hàm ôm đá. Cột. Đóng cầm. Đã có bao lên tụt rồi. Cột kim ôm là cái giấy của cung chuẩn nhất. Cái này heo rừng lai F1 mà nó dữ ghê ha. Cột mở lại không nó cắn sao anh Tỷ? Cắn dữ lắm á. Đó. Đó nó là nấu nước rồi mà, nước sôi nó nãy giờ mà. Con này nó còn nhỏ, nó chưa có điên. Nó lớn lên lắm lên thui. Lấy vòi nước giữa gì mà anh? Có vòi nước không chị? Tắm heo à? Giờ tắm heo. Tắm cho anh em. Ơi, lâu nay bên cạnh hồ chứ em bên cạnh đá đấy. Mày. Còn đi à? Em xẻo đây. Còn đi chưa? Còn đi chưa? Con rít. Dao nhọn đó. Này đấm tiếc hả? Có con dao nhọn nào? Dao hả? Dạ dao đấm tiếc á. Làm được không Kiên? Cường sao thấy chuyên nghiệp đi Cường? Hả? Làm được không thấy chuyên nghiệp đi? Được chưa? Chỉ có người thấy không thông người ta cười không luôn. Nãy giờ là lố 5 phút rồi. Như vậy là đang trừ. Thì áo rồi. Cầu ngược lên thanh nè. Cho nhà bớt hãm rồi nóng. Này là nướng, nay nướng này luôn anh Thị. Quyên Quyên. Tới anh cho em coi cái này nè Quyên ơi. Tới cho em coi cái này nè. Mày làm gì hay không? Nướng hả? Dạ nữa. Mấy ký? Đâu ba mày ký? 2 triệu. Mày thấp dữ mày. Cái giá là dữ. Phép đang cầm dao không? Có phải ông đang cầm dao không? Nó quăng ở trúng đâu mà sợ gì. Cầm dao nè, cầm dao hả? Siêu dao. Để miếng nướng nguyên tảng á, mày tách ra chi Hùng? Dạ, nướng nguyên tảng luôn chính đó. Cứa ra để nguyên sản nướng xong. Giờ là tiết mục nướng sườn heo. Bánh đi đi anh nha. Theo được miếng mỡ nghe thơm anh Thiện. Thơm. Chở liên tục nha, nha hú nó cháy á. Sát quá, mình cắt vào đây.
quá, vừa có nắng mà vừa lửa là ma tính. Cánh lá lột thịt heo ướp tảng hả chú Năm? Nướng nguyên tảng rồi bị lâu chín à. Né né nè Phú. Thôi quá. Đây là món thịt heo ướp tảng. Coi chợ nó cháy á Phú ơi. Cần ướp lâu không chú Năm? Sợ nó không thấm á. Hai cái rê để nó giữa nha. Dặn trường qua bên đi. Chỉnh cái củ nè, nè chỉnh cái củ nè. Chưa đâu, mới đó mà chín gì. Cháy quá rồi đó Phú ơi. Cháy quá đó. Đó, giờ cho nó tản thịt heo lên, đó, quá đã. Không, bây giờ nè, biết sao không? Nướng cái này trước thì phải nướng cái dĩ, cái miếng đó. Năm, phải mở trong sao chứ mâm đi, nướng cái dĩ gặm trước thì lại nướng cái đó. Chuẩn bị mưa rồi anh Thiện ơi. Cái gì đó Phúc? Cuốn à? Nó ngồi nước mắt nó rơi vô. Ba ném ảnh, đó, mình đi, đó rồi. Kể đây đi, đó rồi. Đi, đó rồi.
Chợ cái miếng thịt thường xuyên nó cháy ở ngoài, nó không chín ở trong á Phúc. Anh làm nấu nửa quân nữa không? Thôi đang ngồi đi quay. Không được. Để đó cho nó chín vừa thôi. La lốt này 200 rừng luôn. Cái này là heo xào la lốt. Nướng. Cái đây ly đây đó. Đây mình có mấy món rồi không? Hồng chứ vì nhỏ ăn chay mà ở bên ăn con chó chay rồi con chó cho ăn chay từ nhỏ tại vì vợ nhỏ ăn chay từ nhỏ anh cái gì mới chay anh ăn chó là chó phải chay từ nhỏ gà chay thì sao chó sống một chỗ này ngay rồi trốn gần gái mặn luôn quay về mấy anh với thằng con ba giờ mới nhậu tôi nằm lá lốt thử món miền Trung coi hút được á nhiều rồi bóc thịt gà trắng đây.